Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cả mấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh khó tận nhìn lại như sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư, viết cho em nghìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Viết cho em nghìn lá thư. Anh chỉ muốn được là thằng kia khi em đang bận đi chơi cùng ai đó. Nhìn em nuôi chó anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó. Thấy em share nhạc anh cũng muốn ngồi cạnh em để nghe theo. Nhạc em nghe như lời nhưng vì mê em mà anh lại mê nó. Fuck luôn mông với vú, bọn nó thuốc thì anh cũng đéo xem. Anh gặp em lần đầu và thứ đầu tiên anh thấy là mắt em. Anh cố nhìn xuống vú nhưng không hiểu sao cứ nhìn lên mắt em. Anh chỉ nhìn thấy mắt em, mắt em. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cả mấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tên nhìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư, viết cho em nghìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Nhìn ra ngoài cửa sổ cả thành phố đang sáng cùng nhau. Anh nhìn hàng trăm tòa nhà để đoán xem em đang đứng ở đâu. Chắc em đang ngồi ăn gà và em mải xem show K-pop. Em mới mải xem show K-pop nhưng em xinh thì xinh thật. Em chọn con heo làm linh vật. Em thích ăn chỉ mùi phô mai và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em xem móng tay hình gấu trúc, thích ăn mọi thứ với hạt tiêu, lúc nào cũng đến trường đúng lúc. Nhìn em cười ngại phát là yêu. Ok, đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Anh tưởng tượng em cũng ngồi gần đây và ngắm những vì sao. Xong anh sẽ ra bắt chuyện trong lúc mình đang ngắm cùng nhau. Và em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau. Nhưng thực ra ngoài đời em còn chả để ý. Hay là mấy bài kiểm tra được 10 mà em vẫn còn chả để ý. Anh nhảy hip hop ngày hôm qua ở trên trường vào sáng lại khai giảng. Nhưng em mải buồn với trai nên em chẳng để ý. Còn anh để ý là anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phong luôn cả mấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nghìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư, viết cho em nghìn lá thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Viết cho em nghìn lá thư.